Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào sư tỳ na, sư nhược quỳnh, sư mê ta, sư tỳ lâm và đạo hữu làm gì đây? Quý vị nghe âm thanh rõ ha? Nha, sa thủ sư mê ta. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng gạch cho mi con em hãy lòng thành kính xin quy Phật thầm mong sợ năng gạch cho mi con em hãy lòng thành kính xin quy Pháp sẵn khẩn sợ năng gạch cho mi con em hãy lòng thành kính xin quy Tăng Đủ Tỳ Dòng Bị Bồ Đăng sẵn năng gạch cho mi con em hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Tỳ Dòng Bị Đắc Măng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con Em Hãy Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Nhì Đủ Tỳ Dòng Bị Sẵn Thăng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con Em Hãy Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Nhì Đã Tỳ Dòng Bị Bụt Đăng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con Em Hãy Lòng Thành Kính Xin Quy Phật Lần Thứ Ba Đã Tỳ Dòng Bị Đắc Măng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con Em Hãy Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp Lần Thứ Ba Tạ Tỳ Dòng Bị Sẵn Thăng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con Em Hãy Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng Lần Thứ Ba Bụt Đăng Sẵn Năng Gạch Cha Mị Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mong saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tutiyampi puntham saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyampi thammam saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu ti yam pi sang khăn sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi buôn thăng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi thầm măng sa ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangham saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì cha lần nhất các hát năng nghị thi tăng pháp quy tâm bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Manantipata Veramani Sikhavadam Samadhi Yami Con xin vâng dự điều học là Quy Tánh Sa Sự Sát Sanh Adinadana Veramani Sikhavadam Samadhi Yami Con xin vâng dự điều học là Quy Tánh Sa Sự Trộm Cắp Cà mê su mi cha cha ra Huệ là mạ ni khóc năng sa ma di gia mi Con xin quan dự điều học là Quy tránh xa sự tà hạnh Mục sa hoa đa Huệ là mạ ni khóc năng sa ma di gia mi Con xin quan dự điều học là Quy tránh xa sự nói dối Sura me rayama japama dathana Veramani sikhavadang samadhi yami Con xin vâng dự điều học là Quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Panatipata Veramani sikhavadang samadhi yami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.
Kame sumit cha cha ra Veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mạnh chấp ba ma đan thả na Veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dị nhui, uống rượu và các chất say. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh gân tị sì lê na phu ca sâm ba đa sì lê na ni pu tinh gân tị ta ma sì lăng vị số tha ye các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng như dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thức lành thay. Un ta măng ghê na vấn đề hăng ba đa văn sung và rừng ta măng Bun thế vô cá lý tu đô sô Bun thu ca ma tư tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Bun ta măng ghê na quanh đê hăng Thăm manh cha đu vị thân quá răng Thăm mê vô khá lý tô đô sô Thăm mô khá mạ tư tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghi na quán đi hăng Sẵn khăn cha đu vị thốn ta măng Sẵn khê vô khá lý tu đô sô Sẵn khô khá ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chế Đức chúc phúc cho hàng Phật chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng biết đến ngài. Nam mô Bụt Thà nhé. Xin lạy mình mê Bụt Tha Sê Thô Sa Rê Bồ Tô Cha Đặc Thí Nê Hoa Mạng Sê Mộc Gà La Nô Phụ Rà Tô Bi Đà Cà Tha Yăng Bạch Thí Mê Ma Ma A Nan Đô Phi Na Sa Va Cha Tôn Đi Sa Sa Man Ta Rô Ca Ba La Cha In Đa Đê Hoa Sa Phram Ma Tai Tê Sa Nga Nú Pa Vê Na Sa Bê Pha Gia U Ba Đa Hoa Nê Ca An Ta Ra Gia Phi Vi Na San Tu A Sê Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xa lợi Phật, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, để thích lần phạm thiên, vô A Lực Pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua ta là thô chức tổ vô na hô vô tát sa cha ne a rô vô chức tổ hô y sa ha sa bê nha ti vi sa a tha la tha chức tổ vô na ha vô tát sa cha ne a rô ga sa hô y sa sa bê nha ti vi te a tha la tha chức tổ vô na ha vô tát sa cha ne a rô ga chức tổ hô tha sa ha sa bê
nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoan, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân ngài Thế Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Akasattha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasattha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu logaru. Akasattha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasattha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu panino. Akasattha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sadam. Chư thiên nữ trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuần tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa tinh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhà thì năng hồ tước xuất khi tà hồn tước nhà ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng quá tà mê bùn nhân ác xà quá khá già quá hằng hồn tước. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên giữa 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô bùn nhân nipanasa bát chay yo hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Sa thứ lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn,
Con kính ơn Ngài Trí Đức, con kính tri ân Đạo Tràng. Nam mô Bụt, Nam mô Thamma, Nam mô Sangkhaya. Dạ thưa con kính gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thủ kính cảm ơn Phật Thị Na. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ với bà biết cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Thanh Hoa. Dạ kính bạch Ngài Trí Đức cũng như chư Tôn Đức trong đạo tràng và chính thưa đạo tràng, hôm nay đây kinh bận sẽ vào trễ nên bây giờ thì Nhật Quỳnh sẽ bớt bài ra theo như lời thầy và để cho đạo tràng chúng ta ôn bài trước rồi ngày xin mẹ con đi thắc mắc nhé. À, con đi đi, con giỏi. Chị con nhớ chị nói nhé, con nhé. À, cho quý vị ôn bài trước rồi thầy sẽ vào sau, lúc đó khi thấy thầy vào rồi thỉnh pháp sư ha. Dạ vậy bây giờ bàn tay của quý vị, dạ kính mời chị Thi Na ôn bài trước nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết một kinh đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, một kinh đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính chào tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài Pali hôm nay ạ. Samuchaya sangha vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sát ta ti vi tha vut ta vat thu tham ma sa lạc kha na te sang đà ni ya tha vô găng pa vat kha mi samuchaya. 72 pháp 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sự tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho mitsaka sangha ho bồ thi bất kiya sangha ho sắp ba sằng ga hồ cha ti sa mút cha ya sằng ga hồ cha tấp bi thồ quê đi tấp bồ. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn: toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng akusala sangha e ta wa chat ta ro a sa wa ka ma sa wo pha wa sa wo đức tha sa wo a wích cha sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. Ba, tà kiến kiến lậu. Và bốn, vô minh vô minh lậu. Đoạn 2. Chát ta rô ô kha ca mô khô pha vô khô đích thô khô á quýt chô khô. Có bốn bọc lưu: một, dục bọc; hai, hữu bọc; ba, kiến bọc; bốn, vô minh bọc. Chát ta rô vô ga ca ma vô gô pha qua vô gô đích
thi vô gô a quýt cha vô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắc ta rô ganh tha a phích cha ca gia ganh thô, gia ba đô ca gia ganh thô. Si lạp ba ta ba ra ma so ca gia ganh thô, y đăng sắc cha phi ni quê so ca gia ganh thô. Có bốn thắt chặt tứ phược, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào quán ghét sân độc thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chặt rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chát ta rô u ba đa na ca mu ba đa năng địch thu ba đa năng si lạp ba tu ba đa năng át ta hòa đu ba đa năng. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Dạ, xin sám hối quý vị nghe chắc có âm thanh ồn. Dạ. Cha ni wa ra na ni ca mắc chan đa ni. Dạ, để mình ta đọc lại. Cha ni wa ra na ni ca mắc chan đa ni wa ra năng ya ba đa ni. Qua ra năng thì na mít tha ni qua ra năng tắc cha cút cúc chan ni qua ra năng quý chi kích cha ni qua ra năng á quýt cha ni qua ra năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thủy cái; bốn, trảo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ. Meta xin kính mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chế đức vị sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con xin phép được đọc bài tiếp. Đoạn ba: sát ta nữ sa ya ca ma ra ga nữ sa yo pha qua ra ga nữ sa yo pa tích ca nữ sa yo ma na nữ sa yo tín tha nữ sa yo vi kinh chính cha nữ sa yo a vi cha nữ sa yo. Có bảy tùy miên: tùy miên tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục tùy miên, ái hữu tùy miên, phận úc tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và vô minh tùy miên. Tát sa sang yo cha na ni ca ma ra ga sang yo năng ru pa ra ga sang yo cha năng a ru pa ra ga sang yo cha năng pha thích kha sang yo cha năng ma na sang yo cha năng đi thi sang yo cha năng si lắp ba ta ba ra ma sai sang yo cha năng vi kít vi chi kít cha sang yo cha năng út thắt cha sang yo cha năng a quýt cha sang yo cha năng sút tan tê. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc thiền dây trói buộc: ái dục thiền,
ái sắc tiền, ái vô sắc tiền, phẫn uất tiền, ngã mạn tiền, tà kiến tiền, giới cấm thủ tiền, hoài nghi tiền, phóng dật tiền và vô minh tiền. Aparanidasa sangyo chana nika mara ka sangyo chanang pha qua ra ka sangyo chanang pha thích ka sangyo chanang ma na sangyo chanang đính thi sangyo chanang si lắp ba ta pha ra ma sa sangyo chanang vi chích khích cha sangyo chanang isa sangyo chanang Manchariya sangyo chanang awiccha sangyo chanang Afi thamme. Theo vi diệu pháp, Afi thamma có thần thúc dây trói buộc khác, luyến ái duyên theo là luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, ba sân hận, bốn ngã mạn, năm tà kiến, sáu chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, bảy hoài nghi, tám ganh tị, chín sân tham và mười vô minh. Dasa kile sa lo pho do so mo ho ma no tin thi vin chi kin cha thi năng út thách chẳng a hi ri cần an mất tập bằng. Có mười ô nhiễm phiền não: một tham ái, hai sân hận, ba si mê, bốn ngã mạn, năm tà kiến, sáu hoài nghi, bảy hôn trầm, tám phóng dật, chín không hổ thẹn tội lỗi và mười không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di su pa net tha ka ma pha wa na me na tam pan thu ka tang ha athi pe ta si la pa ta pa ra ma so y đăng sách cha phi ni huệ so an ta wa tu ba đa năng cha tha pha văn tăng tín thi ca ta mê quá ba quýt cha tí. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hàm xúc lòng tham ái, dựa trên đó cũng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoản tin chắc rằng chỉ có đây là chí và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Brahma chaloka thi ba thi sa ham ba thi ka tan chalyan thi varang aya jata santi tha santam parajang kha jati ka de se tu tham mang anukam ti mang pachang san tham ma perin vinayam cha khayang sun tan cha ban thang abitham ma cham mang ako tayantu cha tu san cha dan dang pham bo tha nay ye Parisaya manche. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân gian, thuyên pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rơi khắp thế gian với nhân cơ tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh hồi khắp chốn ni, tôi mê cầu trưởng trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh Thầy Kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến Thầy. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ sư Đức, kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay đầu năm mới ha. Mới chắc cho quý vị bây giờ một số câu đố vui để cho mừng năm mới lụm trứng nhiều nhiều chút xíu ha. Rồi, thì tuần sau là chúng ta sẽ học vô bài trở lại. Kỳ trước không biết học ở đâu, không biết nữa. Cô Nhật Quỳnh kỳ trước học ở đâu rồi? Rồi, chúc cho biết sao nha. Là trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đánh lễ tạm bảo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Không rõ hả trời, không có đâu không biết hả trời. Rồi, hai chị nè. Học tới đâu coi lại giùm nha, để biết từ sau mình học tiếp ha. Giờ từ này thì mình cho câu hỏi. Được rồi, không học. Được rồi là kẹt, không có vô được. Cái bài cuối cùng á, cái bài học cuối cùng á. Cuối cùng, tứ thủ hả? Học tới tứ thủ hả, cô Beta? Rồi, cô Beta lên diễn tả lại cái bài học cái đó, bài chỗ đoạn nào, mời cô Beta nha. Dạ, Nam Mô Buddha, dạ, Nam Mô Dhamma, dạ, Nam Mô Sangha, dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, năm mới. Tuần rồi thì không có học, giờ tuần này vào học lại, chưa gì hết, Thầy kêu con lên. Dạ. Thôi, đầu năm mới con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc bên gia đình. Và con cầu mong Thầy luôn luôn vô dạy chúng con di diệu pháp tiếp tục. Và con cũng mong rằng con có được sức khỏe, con có được điều kiện để con học. Cho đến khi nào không học được nữa thì thôi. Và con cũng kính chúc toàn thể đạo tràng luôn được an vui tiếng trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và tiếp theo đây Thầy kêu con trình bày lại cái bài tứ thủ mà chúng con đã học. Dạ. Đầu năm mới con cũng còn lộn xộn với soạn, cho phép con lật sách ra, lật tập ra coi. Thank you.
Dạ thôi thầy cho con đọc lại bài đi thầy. Dạ. Dạ, bài Tứ Thủ này học vào ngày 19 tây tháng 11 năm 2021. Dạ, Tứ Thủ chấp tha lô u ba đa na. U ba là kháng khích. A đa na bám níu. U ba đa na thủ bám giữ chặt. U ba đi danh tì tí đồng nghĩa với u ba na ni, pháp nào chấp cứng với cảnh gọi là thủ. Có bốn: một, dục thủ ca mú ba đa năng; hai, kiến thủ đích thú ba đa năng; ba, giới cấm thủ si lắp bát tú ba đa năng; bốn, ngã chấp thủ áp tá hoa đú ba đa năng. Phần thứ nhất, dục thủ ca mú ba đa năng là sự bám giữ, bám chặt, nắm chặt vào năm trần cảnh. Vô ca mê xú ca má ca mắt chanh đô ca má ra gồ ca má nan đi ca má tăng hà ca má xí nề hồ ca má lá rí là hồ cà má mục cha cà mát chô xà năng ý đăng quốc chá tí cà mú ba đà năng. Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, tham luyến dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây được gọi là dục thủ. Chi pháp gồm có tâm sở tham cộng với tám tâm tham. Đó là đối với người phàm nhân. Tâm sở tham cộng bốn tâm tham ly tà. Đó là bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Bậc A-la-hán không có vũ. Bậc A-la-hán không có dục thủ vì đã tham dục và sân. Hai, kiến thủ đích thú ba đà năng nắm chặt những điều lầm lạc sai quấy. Nát thí đinh năng nát, nát thí dịch thằng nát thí. Hú tăng nát thí, su ca tá đục, ca tà năng, cầm ma năng, pha lằng quý bác cô. Cho là không có sự bố thí, không có sự cúng dường, không có tế lễ, không có quả dị thục của nghiệp tốt xấu. Nát thí á dằn lô cô, nát thí bá rô lô cô. Nát thí mà ta, nát thí bí ta, nát thí sát ta, ô ba ba, tí ca. Không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có chúng sanh, quá sanh. Nát thí lô kê, sa ma na, ra, ma na, sam, mắt gáp ta. Ta mắt ghét ta sầm ma bát tí bần na
Dê ý mình chá lô căng Bá rình chá lô căng Xá dằn áp phình nhà Sắc chí cá tá hoa Bá huệ đàn tì tí Trong đời này không có các vị sa môn Bà la môn chánh hướng chánh hạnh là những vị đã trợ mình với thắng trí chứng đạt rồi tuyên bố đời này đời sau chi pháp đó là tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà thứ ba giới cấm thủ si láp bà tú ba đa năng những hình thức cúng tế làm lạc đem đến sự đau khổ cho chúng sanh khác tuân thủ những giới cấm không đem đến lợi ích giải thoát chi pháp của giới cấm thủ là tâm sở tà kiến cộng bốn tâm tham hợp tà thứ tư ngã chấp thủ át tá hoa đủ ba đa năng nắm chặt chấp chặt chấp thủ cái ta có hai tha ngã là cái ta của đấng sáng tạo chủ thứ hai tự ngã là ta sắc thọ tưởng hành thức là ta bốn cách ngã chấp thủ thứ nhất sắc là tự ngã có sắc thứ hai sở trong tự ngã ở trong sắc thứ ba thọ tưởng hành thức cũng như vậy thứ gồm có bốn nhân với năm uẩn tức là bốn cách chấp thủ nhân với năm uẩn là 20 cách bốn cách ngã chấp thủ nhân với năm uẩn đây là sắc thọ tưởng hành thức về sắc uẩn thì có 28 sắc nhân 4 bằng 112 cách 112 cách chấp thủ thọ uẩn 108 nhân 4 bằng 432 cách ba thọ nhân 6 bằng 18 18 nhân 2 nội ngoại bằng 36 36 nhân 3 thời quá khứ hiện tại vị lai bằng 108 tưởng uẩn thì cũng 108 nhân 4 bằng 432 cách hành uẩn 50 tâm sở trừ thọ tưởng ra 52 tâm sở trừ 2 tâm sở thọ tưởng thì có nhân 4 tức là 50 tâm sở nhân 4 bằng 200 thức uẩn gồm có 64 tâm nhân 4 bằng 256 thức uẩn đây là 21 bậc dự lưu trừ được 3 không còn kiến thủ giới cấm thủ ngã luận thủ ba thủ này còn gọi là tà kiến thủ tức là ở bậc dự lưu tức là anahàn thì dục thủ còn nguyên và đó là hết cái phần bài tứ thủ và con xin trả mic lại cho thầy và con có chỗ nào sai sót thì xin thầy chỉnh sửa cho con và con xin trả mic lại cho thầy rồi sao thứ cảm ơn cô Meta tức là từng rồi ấy ghi trước rồi chúng ta học tới tứ thủ ha không biết có gì có nắm được không nhưng mà cũng rắc rối nghe lại cũng
không có dễ hiểu. Cái cứ tiếp tục đi ha, tuần sau mình đi ha. Còn giờ thì mình trước khi có vào cái những câu hỏi đố vui có thưởng thì chúng ta có một câu hỏi để mà trắc nghiệm lại thêm coi lớp mình sao ha. Tức là sau 3 năm, hơn 3 năm hả cô Nhật Quỳnh? Hơn 3 năm học à, chắc hơn à. Rồi, mời cô mấy tay. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, dạ thầy kêu con tiếp tục cái gì ạ? Dạ vậy thôi con xin cảm ơn lại cho thầy. À, chỉ hỏi là mình đi lớp học được mấy năm rồi à, thấy cô giơ tay thôi. Lớp học chắc hơn 3 năm ha. À, 4 năm chưa cô Nhật Quỳnh ơi, cô Nhật Quỳnh nó bắt rồi 4 năm chưa. Quên hết rồi. Học nhiều hỏi cho Nguyễn. Rồi bây giờ mình cứ cho là 4 năm nha. Bây giờ sau 4 năm mình học hỏi vậy đó, sau 2018, 19, 20, 21, 3 năm mấy rồi, 3 năm mấy rồi, 2. Sau 3 năm mấy học hỏi không thì cũng giống như người ta tu tập thiền đó, mấy người ta đi tu thiền đó, sau bao nhiêu năm tu thiền ta có đạt được những cái ấn chứng này ấn chứng kia ha. À, còn bây giờ mình là học viên học cái gì pháp thì sau 3 năm mấy học hành vậy đó thì quý vị có đạt được những cái thành tựu nào. À, mình có đạt được những thành tựu nào thì mời tất cả quý vị thay phiên nhau lên ha để trình bày để chúng ta nắm được cái giáo trình học như thế nào để mình tiếp tục ha. À, thì mình hôm nay thấy Thiện Vũ vô. Thiện Vũ sao dạo này trốn học trên lớp, nên không đến lớp học nữa, trốn mất tiêu luôn ha. Rồi giờ thầy mời cô mấy ta trước đi, mời người ta lớn tuổi đi, xong tới cô Nhật Quỳnh rồi tới quý vị từ từ tự nhau lên trình bày sau 3 năm học thì đạt được những ấn chứng gì, đạt được những cái thành tựu nào. À, xin mời cô mấy ta trước nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, bây giờ thầy hỏi con, sau hơn 3 năm học, con có được gì sau hơn 3 năm học di diệu pháp đối với thầy? Thì trước hết con xin trình bày với thầy là con rất là hoan hỷ. À, sau một thời gian hơn 3 năm học di diệu pháp với thầy thì con có được những cái tri kiến đúng đắn về giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như là môn Di Diệu Pháp. Thì trước đây đối với trong đầu con là một con số không to tướng, con không có biết gì hết. Con nhìn vào cái bảng niêu á, con cũng không hiểu gì hết. Con thấy toàn là những cái khoanh tròn rồi màu xanh màu đỏ rồi. Con không hiểu gì hết, nói chung là toàn là một con số không. Nhưng bây giờ thì con nhìn cái bảng niêu thì con đã hiểu được cũng khá nhiều. Con hiểu được thế nào là tâm, rồi tâm sở, rồi sắc pháp, rồi
những cái phần ở trong bản niêu về các tâm hiệp thế, siêu thế. Thì tâm hiệp thế gồm có những gì, tâm siêu thế gồm có những gì, rồi về tâm sở thì 52 tâm sở thì gồm có mấy phần: tâm sở tự tha, tâm sở bất thiện, tâm sở tịnh hảo. Thì con hiểu, và con phần nào con cũng đã thuộc, con thuộc, con thuộc thuộc được trong cái bản niêu, có thể nói là cũng được 80%. Con cũng phân biệt được. Dạ. Thì con thấy đây là một quả rất là lớn của con. Con không ngờ là con có được cái duyên, có được cái phước để mà học hiểu. Và cái điều này con rất là mừng. Bởi vì cái tuổi con là gần đất xa trời rồi. Mà con học, con hiểu được và con nhớ được thì con rất là mừng. Và phải thú thật là con vô cùng mừng luôn. Hồi mới vô học thì con nghĩ là con nghe ai nấy nói là cái môn này khó học lắm, thì con nghĩ là trời ơi, mình tuổi này rồi mà còn học nổi nữa hay không đây. Nhưng mà con nói là cứ học đi, được tới đâu thì hay tới đó. Cho nên con rất là chăm chú. Rồi con học bữa nào thì con về con ôn lại. Thôi con nói dòi dài dòng quá. Và bây giờ con xin tóm tắt lại là cái quá trình mà con đã có được cái gì ở trong đầu thì con xin trình bày tiếp. Và đó là về cái phần bản niêu. Rồi về phần tâm. Rồi nói chung là thầy đã giải hết về phần tâm, tâm sở, rồi sắc pháp. Thầy đã giải hết rồi. Thì con cũng hiểu được những tâm bất thiện gồm có cái gì. Rồi hiểu được nó tại sao, nguyên nhân nào mà có tâm bất thiện, rồi tâm bất thiện thì nó như thế nào, rồi tâm tâm sở thì ra làm sao, rồi về tâm tịnh hảo, rồi tâm sở tịnh hảo con hiểu được. Và con cũng hiểu được trong phần tâm dục giới thì nó gồm có cái gì, những tâm nào, rồi tâm sắc giới, vô sắc giới thì con cũng hiểu được, và con cũng nắm được phần nào thôi, chứ chắc là nó mênh mông lắm và nó đã nói là vi diệu lắm. Con hiểu được vậy thì con đã mừng rồi, chứ hồi trước kia thì cái đầu trống rỗng, con số 0. Dạ. Rồi thầy giải tiếp tục về phần sau này là về bất thiện tập yếu. Thì con cũng hiểu. Con hiểu nói chung là chút chút đi. Dạ. Rồi thầy dạ, con cố gắng. Con hết sức, thật sự mà nói là con hết sức cố gắng. Con đã thường nghe đi nghe lại, rồi con đọc lại bài, rồi con nghe đi nghe lại. Rồi nhờ đó mà con cũng có những cái tri kiến đúng đắn, và con cũng hiểu phần nào giáo pháp của Đức Phật, nhất là cái môn Di Diệu Pháp. Thì cái sự thành tựu này thì con kiểm tra lại thì con thấy là con cũng rất là mừng, và con trước kia nhiều khi thầy đặt câu hỏi con không có, cũng chưa hiểu được gì nữa,
Nhưng mà bây giờ thì những câu hỏi mà thầy gần đây thầy đưa ra thì con cũng đã hiểu được, có thể nói là cũng được mấy chục phần trăm. Thì cái điều đó thì con có sự tiến bộ, con rất là mừng. Dạ. Thôi thì con kính cảm ơn thầy rất là nhiều đã bỏ công vào đây dạy chúng con đã hơn 3 năm rồi. Nhờ đó mà chúng con có được cái hiểu biết, có được những cái tri kiến đúng đắn, có sự hiểu biết về giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhất là môn Di Diệu Pháp. Thì con một lần nữa con kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Dạ thôi con xin trả mic lại cho người khác. Dạ. Dạ thưa sư, cảm ơn cô ta trình bày cái sự học hỏi, sự thành tựu của mình trong những năm qua rất là xa thúc. Mời cô Nhật Quỳnh, lên tiếp tục nha. Mời cô Nhật Quỳnh cho biết cái ý kiến của mình như thế nào. Mời cô. Alo, cô Như Quỳnh kẹt, không lên được hả? Rồi, vậy thôi mời tiếp ai đây, ai lên? Mời Châu Nguyễn, rồi mời Châu Nguyễn lên cho biết ý kiến mấy năm nay học thành tựu ra sao, thành tựu như thế nào, thất bại ra sao. Rồi mời Châu Nguyễn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ, Thầy ơi, sao tự nhiên Thầy kêu con? Con đang ngồi với này con để mấy cô lên trước, có ý kiến trước đó Thầy. Dạ, thật con cũng xin có một chút cái suy nghĩ để con phát biểu ở trong cái phần này. Dạ, thưa Thầy, là con đối với cái râm Phật giáo Nam truyền này thì khi con biết đến để con vào râm là con vào trễ, sau khoảng thời gian Thầy dạy chắc cũng vài tháng. Thì khi đó con vô thì cũng nhờ mấy bạn như là Liên Hoa với Như Quỳnh nói thì con mới biết, là con cũng thật sự lúc đó con cũng không hiểu, trong đầu con không hiểu vì diệu pháp là gì hết mà cũng biết học để làm cái gì hết luôn. Nghe mấy em nói là học đi hay lắm thì thôi con cũng vô con học. Đầu tiên thì con học những cái câu Pali, những cái câu Pali của Sư Trí Đức dạy, rồi đọc cái cách phát âm, cách đọc, chứ lúc đó con cũng không hiểu gì hết, không biết đọc gì hết. Hoàn toàn là nhìn chữ Pali là không biết tại sao là cái đọc nó ra là như vậy luôn. Thì cũng nhờ sư dẫn dắt và chỉ dạy cho con, rồi nhờ mọi người như cô Nhật Huỳnh, chị Nguyễn Như hay là những người bạn khác hướng dẫn chỉ cho con thì con mới biết cách đọc. Và sau đó khi đó là con mới học cái vi diệu pháp này. Thì lúc đầu đọc những cái bài của thầy đưa lên con cũng không hiểu. Con không dám cầm mic, thật sự con không dám cầm mic tại vì con sợ lắm, không biết làm sao đọc hết. Thì con cũng chỉ ngồi đó con nghe và con ghi lại những cái lời giảng đó. Thì trong cái khoảng thời gian mấy năm vừa rồi thì cũng con cũng đã cố gắng để mà
theo vào lớp thì cái giờ vào lớp rất là sớm, nên thành ra con cũng dạo này thì con lười, tại vì con không có vào mỗi ngày được, con chỉ vào ngày thứ sáu, cũng khá lâu rồi, hơn một năm con không có vào thường xuyên. Những cái buổi vi diệu pháp thì con cố gắng con vào, con xin sám hối với lại sư, con xin sám hối với đạo tràng về điều đó. Dạ, khi học vi diệu thì khi học đến những cái tâm tâm sở hoặc là những sắc pháp rồi này kia, thì cho đến ngày hôm nay khi mà qua một cái quá trình học, thì khi mà đối với những cái công việc hoặc là những cái gì ở bên ngoài, khi mà con đối xử với mọi người trong gia đình hoặc là bạn bè đồng nghiệp, thì hồi trước thì con không có biết, thì khi mà con bực mình hay là con vui vẻ gì đó thì mình bộc lộ ra hết, mà mình không có, khi mà mình giận mình cũng không kiềm chế, và mình cũng không biết đó là giận, và mình nói những cái câu rất là khó nghe hoặc có những cái hành động nó không có được hay, thì làm cho bạn bè đồ này kia hoặc đồng nghiệp cũng khá là không có hài lòng về cái điều đó. Và khi mà con học á, thì khi con biết được thì những cái lúc mà mình nổi tâm sân hoặc là tham hay những cái gì lên, thì lúc đầu con cũng nhận ra được mình nói như vậy là không có được, và mình kiềm chế lại, gọi là uống lưỡi bạn trước khi nói. Thì con giữ lại được cái sự nóng nảy của mình, và những cái hành hoặc là lời nói nó không có được hay, làm cho người khác người ta cảm thấy không có hoan hỷ về cái điều đó, thì con nhận ra được để mà con tiết chế lại cái cảm xúc của mình. Và thì sau này thì mọi người khi mà con tiếp xúc với đồng nghiệp hoặc bạn bè hoặc là gia đình, thì mọi người cũng thấy được là con có cái sự thay đổi, cũng không có còn những cái tính không có được hay giống như trước, và người ta cũng nói cho con biết, con cũng cảm thấy rất là hoan hỷ khi mà những cái vấn đề thầy dạy ở trong bài thì con có thể đưa ra để con áp dụng vào bản thân, và con đối xử với những người bên ngoài theo những cái mình sử dụng cái tâm thiện nhiều hơn là tâm bất thiện. Và đến hiện nay thì những cái cảnh xấu ở bên ngoài hoặc là những cảnh tốt ở bên ngoài, khi mà nó tác động vào thì mình cũng nhận biết được, và mình cũng quán lại được cái tâm của mình được phần nào, cho nên là nó không có còn cái mức độ khủng khiếp giống như hồi trước, là con không có còn gây ra những cái điều không hay nữa. Thì trong cái khoảng thời gian thầy dạy thì con cũng có chép bài xuống để mà học, và thời gian trước thì con có gửi cho Sít Thi Lâm để mà post lên những cái buổi giảng. Sau này thì khi mà hệ thống lại thì con thấy là cần gom lại để cho khi mà ai cần thì có thể có đầy đủ bài mà không có cần phải vô từng buổi để mà phải vừa nghe vừa chép xuống. Thì cái thành quả có thể nói là rất là lớn của con cho đến thời điểm hiện nay, là con có thể ghi lại những cái bài giảng của thầy thành một cái hệ thống theo từng buổi giảng, và hiện là đang làm ra một cái quyển sách tương đối là đầy đủ cho đến cái phần thập nhị nhân duyên. Còn những cái phần sau thầy dạy thì thầy có nói là để sau có gì sau này in sao. Thì bữa giờ thì con cũng có liên hệ với bên nhà in để mà xin giấy phép, rồi xin giấy phép xuất bản để mà in, thì nó cũng gặp vài những cái vấn đề mà đến khi mà con bắt tay vào làm con mới biết là nó rất là rắc rối. Thì cũng gặp vài trục trặc, nhưng mà con cũng đã vượt qua được những cái chuyện đó. Và đến ngày hôm nay thì
sách đó. Tới ngày hôm qua là bên nhà in họ báo con là bắt đầu in màu của cái phần những cái trang màu ở phía sau, những cái sơ đồ và bảng nêu. Rồi hôm qua là in tới bìa. Còn thì con nghĩ chắc là trong trong tuần sau, tại vì họ nói con là tầm 10 tới 12 ngày là sẽ xong. Thì con hy vọng là hết tuần sau là cái quyển sách nó được hoàn chỉnh và con sẽ nhận những cái quyển sách đó và gửi đến cúng dường các chùa như những cái gì thầy thầy chỉ bảo, và gửi đến cho các đạo hữu gần xa, những cô chú anh chị nào có nhu cầu để mà lấy sách để mà học học thêm thì con sẽ chuyển đến những người đó. Thì đó là cái thành tựu lớn nhất của con trong cái vấn đề học vị diệu pháp cho đến ngày hôm nay. Thì con thật sự con không nghĩ là mình làm ra được cái quyển sách này. Thì trong này cũng có sự đóng góp và góp ý kiến của mọi người, của chị Nguyễn Như, rồi của mấy bạn đạo để mà cái quyển sách nó được hoàn chỉnh hơn. Thì lời đầu tiên thì con kính tri ân thầy rất là nhiều. Thì nhờ thầy đã dạy và chỉ bảo để con có được ngày hôm nay, và con kính cảm ơn tất cả mọi người, con kính tri ân quý sư đã dạy con đọc Pali và tất cả các bạn đạo đã hỗ trợ con để mà con hoàn thành cái quyển sách. Thì dạ con có bao nhiêu đó ý để con góp với râm, rồi con xin phép được xuống mic. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng, con kính dâng mic cho thầy ạ. Xa thứ ha, lại là Trọng Nguyễn đã đạt được những cái thành tựu rất là khả quan ha, rất là tốt, rất là xa thứ, như là cũng đem đến cho mình được những sự hữu ích rất là tốt đẹp ngay trong cái đời sống cũng như trong cái công việc thực hiện cái phước báo. Rồi rất xa thứ ha. À, giờ mời cô Thiện Vũ ra, mấy tuần nay tháng nay trốn mất, mời cô Thiện Vũ lên cho biết cái sự thành tựu của mình như thế nào mà sao trốn mất luôn. Mà con Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào thầy Kim, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con thật sự là người sơ cơ. Con cứ tưởng là con có thiện cảm nhiều với Phật giáo lắm, tại như rất là nhiều người Việt Nam khác. Từ bé con nhìn đến chùa như là một cái nơi gì gần gũi thân thương lắm. Rồi ngày rằm tháng giêng hay rằm tháng bảy lớn lên một chút là con cũng cứ đến lễ là con đi đến con thắp nhang rồi con, mà con cứ tưởng là con thấy ai cũng Nam Mô A Di Đà Phật thì con bảo ủa thế là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là có hai tên, ngài vừa có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngài vừa tên là A Di Đà Phật, thế rồi con cứ như vậy thôi. Thế đến khi những cái mà khổ quá con không chịu nổi nữa, con nghĩ chỉ có thiền mới giúp con có thể, tại con thèm sống, con thèm sống để mà con nuôi dạy con của con, thì con nghĩ là thiền nó sẽ giúp cho con cân bằng lại. Thì cơ duyên khi đến thiền đấy thì con mới biết đến Phật giáo Năm Tông. Con ngỡ ngàng khi con hiểu là Đức Phật dạy là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời của mình. Con thấy ngài trả lại cái quyền quyết định cho bản thân con người, chứ không phải con người là phải thụ động, phải chịu ân huệ của ai hết. Thế rồi con ngỡ ngàng như vậy đó, thì con lại loáng thoáng con nghe nói là vi diệu pháp là cái sườn tâm lý của Phật giáo. Nếu mà muốn hiểu được những lời Đức Phật dạy thì phải học vi diệu pháp. Thế là con thích lắm, con thích mà con cứ chẳng biết gì, con cứ nó quá khó đối với con. Đi khi con có duyên vào Phật giáo năm truyền hơn một năm nay, đến cái giờ thầy dạy, mới đầu con cứ như trên trời rơi xuống, con ngồi con chăm chú con chép,
con chết mà con cứ lơ mơ, nhưng mà chắc là thầy dạy giỏi hay là một cái duyên nào đấy, thì dần dần con mới lò mò, con lắng nghe những lời thầy dạy, con lắng nghe những câu thầy hỏi, thì con cảm thấy hình như con cũng hơi hơi hiểu ra một tí. Thế con thích lắm, con không biết tại sao mà con chỉ biết là từ cái chỗ mà con quá ư là thấy cái tuyệt vời của những cái lời dạy của Đức Bổn Sư khi Ngài cho con người tự làm chủ chính bản thân mình. Thế rồi tự con cũng thấy khi con dần dần con hiểu được những điều thầy dạy, thế con mới biết là tâm mình đó, thí dụ bây giờ thì con nghe Sư Liễu Tông thì con biết rồi, mình là có 12 bạn xấu thì lúc nào cũng cận kề, mà chỉ có 8 bạn tốt, nhưng mà mình chỉ có chơi 4 bạn tốt thường xuyên là lý trí thôi, chứ mình đâu có đủ khả năng gì để mà mấy cái bạn hợp trí đâu. Thế con dần dần con chậm chậm lại để mà biết là cái tham, cái sân đó, nó sẽ dẫn đến cho mình nhiều cái đau khổ lắm. Con muốn tránh thoát nó, thậm chí mới có con mới ghi lại đây, mới cách đây chưa được 1 tháng thôi. Hồi xưa thì con cũng biết đến cái câu là như lý tác ý, nghĩa là mình phải trước mọi cái gì xảy ra thì mình phải có một cách nhìn, cách suy nghĩ đúng đắn thì nó sẽ tốt hơn. Thế rồi con học được của thầy tiếng Bali, thầy nói là Yoniso Mana Xí cá rá, thế giờ là con cứ dừng lại, có một cái gì đấy con dừng lại, con từ cái tiếp xúc với năm cảnh ngũ dục hay thêm cảnh pháp, con có những khi mà con hiểu được thì con dừng lại, con xem cái gì nó đang xảy ra, mình đã nhận cái quả thiện hay cái quả bất thiện. Con thì con biết rõ ràng là con cũng hàng ngày con cũng có giờ ngồi trước ban Phật, nhưng mà chắc chắn là không, con không có đủ trình độ để con gọi đấy là thiền, thì ít ra cũng là tĩnh tâm. Thì con muốn nhận ra những cái gì nó đang xảy ra trên cái, ví dụ lờ mờ nghe nói tứ niệm xứ, thân thọ thân pháp, thì thực sự ra cái gì nó đang ở trên thân mình đang cảm thọ cái gì, tâm đang nghĩ cái gì. Rồi con thấy nó tốt cho con lắm, mặc dù con rất là sơ cơ, nhưng mà con rất là tri ân thầy, tại vì hơn 1 năm mới đầu là như trên trời rơi xuống á, xong giờ dần dần con lò mò, con nghe thầy hỏi, có những câu hò nò câu hỏi thầy của thầy là con không biết gì luôn, tại vì con mất đầu mất đuôi mất đủ mọi thứ hết. Thế nhưng mà dần dần có những câu thì cũng đã dần dần con hiểu ra. Con rất là tri ân thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm, con tri ân quý sư, con ráng lắm để mà, tại con biết mỗi con người có một cái riêng của không ai giống ai, hoặc bản thân mỗi con người đấy, như học đấy thì lại nói là đâu có cái gì đâu, nó chỉ là cái ngũ uẩn hợp lại thôi. Thế nhưng mà nó muôn hình vạn trạng vậy đó, nhưng mà thật sự con muốn cái tâm tào lao của con, cái tâm quá lay động của con nó bình an lại một chút, và con vẫn hiểu là vi diệu pháp nó sẽ giúp con rất là nhiều. Nếu con được có duyên con học để con hiểu hơn, thì con sẽ dần dần con hiểu ra những cái ý nghĩa thâm sâu của những lời Đức Phật dạy. Tại giờ con biết là những điều Ngài dạy chắc con không hiểu được 1 phần triệu nữa, nên con sẽ ráng con học, con xin kính tri ân thầy ạ. À, xa hơn, vậy là thì bố cũng đạt được những thành tựu tốt đẹp ha, rất là xa hơn ha. Vậy là cứ vậy mà ra cố gắng nha, đừng có bỏ cuộc nha, đừng có... rồi thôi nữ thì mời tới nam đi, mời chánh tâm nè, chánh tâm lên có ý kiến coi cái sự thành tựu của mình như thế nào ha. Rồi mời chánh tâm nha.
Dạ, trước hết con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức và con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào thầy Tràng. Thực sự ra thì con rất trước đầu tiên con rất là cảm ơn thầy rất là nhiều. Xin hỏi con có nghe không ạ? Oh. Xin hỏi con có nghe không ạ? Dạ. Thứ nhất là con con xin cảm ơn thầy là một vị thầy đầu tiên đã dạy con vi diệu pháp. Và cũng là người dạy vợ con với con là hai vợ chồng con lúc nào cũng ngồi nghe và học. Vợ con thì trầm lặng hơn con, ít nói hơn con nên vợ con chỉ ngồi học cùng chung với con, nhưng mà hai vợ chồng rất là thích thú trong việc học pháp và trao đổi cái sự học hỏi với nhau. Phải nói là cái mà con mà không có học vi diệu pháp và thầy là người hướng dẫn đầu tiên thì có thể là cái sự hạnh phúc của tụi con nó không có được vui và bền vững. Nhờ có thầy mà tụi con hiểu nhau và hiểu mình nhau hơn và gia đình của con thấy có sự hạnh phúc hơn. Phải nói là khi hồi xưa không biết vi diệu pháp, tính tình của con rất là ích kỷ và háo thắng và thích thích làm những cái chuyện gì không chịu thua ai hết. Vì cái tính của con là háo thắng và thích làm, dù trong làm công việc hay là thương trường hay bất cứ cái gì, con cũng không có muốn chịu thua người nào hết. Nhưng mà khi con làm, khi học được vi diệu pháp, con hiểu dù giỏi hay dở cỡ nào, mình cũng là chỉ một cái mình lúc nào mình cũng chấp là mình có cái ta cái tôi, nhưng thật ra mình không có cái gì gọi là hay, mình không có hiểu gì mình, mà mình càng thấy dù mình đạt được nó nhưng mà không có được hạnh phúc gì hết, mà cảm thấy những cái gì muốn có mà càng có bao nhiêu thì con cảm thấy càng khổ bấy nhiêu. Chứ nhiều lúc con làm được nhiều hay là con được nhiều thứ lắm, con thật ra mọi sự gì con nghĩ là con có những cái nhân quá khứ đời trước, con quả đời này con được hưởng nhiều lắm, nhưng mà lúc nào con cũng không có thấy được hạnh phúc. Và tính tống này con lúc nào cũng không hiểu, nhưng mà khi học được pháp của thầy và thầy chỉ dẫn tụi con vi diệu pháp của Đức Phật để lại, và con cảm thấy dù hồi xưa con có đi thiền, con thì thiền có thể nói là con khi mà con học cái gì con cũng phải tìm đến và muốn học cái gì, con học rất là nhanh và rất là thích thú. Nhưng mà con cũng là người dễ bỏ cuộc, tại vì khi mà con học mà đến khi mà con yếu cái là con cảm thấy con thua xúc người ta là con bỏ cuộc, tại vì con không muốn thua người ta. Nhưng mà khi được và cảm thấy mình học và mình cảm thấy mình càng khiêm tốn và mình hiểu mình và hiểu người và mình càng có cái tâm mình cởi mở hơn, và cái tâm con giải thoát được cái tâm của con là cái tâm ích kỷ của con. Con cảm thấy khi con ưa hướng ngoài và nhìn ngoài và ưa so sánh thì con càng khổ bấy nhiêu. Và khi con hiểu được diệu pháp, con thử nhìn vào trong và con thử nhìn cái tâm của con. Và khi con cảm thấy cái tâm của con có một cái sự gì thắc mắc hay gì, con buông, con thử buông và con cảm nhận được cái sự mát mẻ trong tâm của con. Và con cảm thấy thật ra không có cái gì mà hạnh phúc bằng khi mà mình hiểu và mình buông ra mọi thứ, thì mình cảm thấy đó là cái sự hạnh phúc hơn là cái sự mà mình nắm díu bám ở ngoài vào. Thì dù mình có nhưng mà cái khổ đau, cái sự bám víu của mình thì mình chẳng có gì cả. Và con cảm thấy càng học và càng học thầy càng nhiều, và thầy đưa những cái câu hỏi và nhiều lúc lúc đầu thì cũng hơi lính quýnh quýu quýu, nhưng mà khi học và mình biết
dù nói sai hay nói chúng, mình chỉ là người học, và càng nếu mà lên nói, mình học, mình hiểu, mình trả bài thì mình có thể nắm hiểu chất pháp hơn. Chứ mình cứ ngồi mà mình nghe mà mình không hiểu, mà mình nghĩ là mình hiểu, cũng đó là một cái sự sai lầm. Bởi vì khi với tâm từ của thầy, thầy đã dạy cho chúng con lớp như những lớp như lớp Nguyên Như, lớp cô Nhật Quỳnh và lớp cô Đông Triều, thì con rất là mỗi lần vô lớp được học là con rất là hạnh phúc, hiểu được. Và con thấy trong trong các bạn đây, con thấy những người rất là khá, và con cũng hiểu được những bạn trong đây như là cô Metta, cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn hay là Nguyên Như, con những người học rất là tinh tấn. Khi có đôi lúc thì mình là người phàm phu, với sông tham thấy có người khác giỏi hơn mình cũng thấy mình hơi áy náy, cũng hơi khó chịu. Nhưng mà thật ra từ từ đó con mới nhận ra được cái tâm của con. Nếu mà con không thấy được thì sao con có hiểu như vậy? Và khi con nhận được cái tâm á, con rất quan hỷ rồi bỏ xả, và con thấy vui mừng khi hiểu được rõ. Và khi mà tiếp xúc với mọi người thì con thấy mình hiểu, khi mình hiểu nhiều được thì mình thấy mình hiểu được người ta hơn. Tại vì mình hiểu mình được, hiểu tâm mình được, thì khi những cái thô tế của người người ta cử động như trong hàng sống hàng ngày á, là con đã biết họ muốn gì và nói gì và nghĩ gì. Con thấy wow, thật ra nếu mà mình thanh tịnh và mình có cái sự suy nghĩ và mình không cố chấp, và thì mình thấy được rất là giúp ích. Và cái sự khi mà mình khiêm nhường và mình chấp nhận mình khiêm tốn, thì con thấy khi mà ra đối xử với người đời thì có những cái sự mà trước khi nói thì hay là gặp những người bạn hay là những gì đó, con thấy mình không có làm phiền ai hết, và cảm thấy mình ít gây chuyện hơn, và mình cảm thấy mình cái đó là một cái sự vi thật là vi diệu. Phải nói là nhờ học được vi diệu pháp thì và hiểu được, cảm thấy đời sống rất là lợi ích, vừa là pháp học và con có học pháp hành thì giúp đỡ lẫn nhau, thật là rất là hoan hỷ. Thì con cũng có vài lời, và con rất là tri ân thầy, nhờ thầy mà con đã hiểu được tâm mình một số ít, và cũng cố gắng trong tương lai, hy vọng càng hiểu thêm, và mong thầy rất là hoan hỷ nhờ thầy hướng dẫn cho tụi con, chừng nào mong thầy vẫn giữ những cái lớp này và hướng dẫn cho tụi con thành kính tri ân ngài, và con xin nhường mic lại cho những người kế tiếp, và con xin cảm ơn những cái lớp đã mở cho chúng con học. Dạ, con xin cảm ơn mọi người lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ. À, xa hơn. Dạ, kính lễ xin tôi đức với vô rồi. À, rất là quan hỷ chánh tâm có được những thành tựu rất là tốt đẹp ha. Và cũng đặc biệt hơn là cái người thầm lặng kế bên chánh tâm. Mai mốt mà chánh tâm nó có lười biếng, người thầm lặng làm biếng rửa chén hay là biếng gì đó, cô nói lười biếng tinh tấn lên lười biếng. Còn bữa nào mà chánh tâm nó nổi quạo hay nó cọc gì đó, nẹo sân ngà chánh tâm hết sân. Có người thầm lặng kế bên nhớ và dạy dỗ lại cho chánh tâm càng ngày càng tiến bộ hơn. Rồi, mời thêm mời cô Thanh Hoàng đi. Thanh Hoàng lên có đôi lời đó, giờ học pháp thì có được những thành tựu nào, những cái sự lợi ích gì. Mời cô Thanh Hoàng nha. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh cùng con quý đạo hữu. Con chả biết nói như thế nào cả, con chỉ biết nói tri ân các sư đã dạy chúng con và tri ân thầy, bởi vì rằng là con mới biết Phật giáo năm truyền từ 2000
2017. Tức là con người Bắc thì cũng không hiểu cái từ Nam truyền là gì và cũng không hiểu Theravada là gì cả. Thế thì khi đó con đi tập yoga thì có một người bạn rủ con là đi du lịch tâm linh do sư Tuệ Dũng dẫn đi. Thì con cũng thích là đi mỗi nơi con biết một tí, đấy là cái tính của con thì con đi theo. Thì khi đó thì sư Tuệ Dũng cho xe đón chúng con từ sân bay đi về khách sạn thì chừng khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà khi sư giảng giảng thì con bảo ơ, tại sao đây lại là một điều lạ thế nhở, con chưa nghe thế bao giờ. Bởi vì ở Bắc thì chúng con cứ đi đến chùa lễ Phật rồi là chúng con đi về thôi, rồi cũng xin mọi thứ, rồi cũng đốt tiền vàng, rồi cũng khó khăn thì cũng đi cầu Quán Thế Âm phù hộ, thì chúng con cũng chỉ tập tục của chúng con chỉ biết vậy thôi. Thế nhưng mà khi đó cái thì khi con hỏi thì trên đường đi 5 ngày ở Sri Lanka thì con học được rất là nhiều. Thế khi đó về thì nhà con 2 tầng có 2 cái tivi thì con gọi cho luôn 2 cái tivi đi, con không xem nữa. Và bắt đầu lúc đó thì con cũng không hiểu, thì khiêu với các thứ là con không có hiểu gì. Đến lúc con thấy cứ lên mạng con cứ thấy các vị đắp mặc y là bắt đầu con nghe, con nghe thì từ từ thì con thấy dạy khác rất. Lúc trước thì con nghe thầy, mấy thầy bên Bắc Tông thì cũng dạy hiền lành thật thà thôi, nhưng đến lúc mà sang đến Nam Tông thì dạy khác. Và sau đó từ từ thì có cái nhóm Phật tử ở nhà Nem ấy, thì các sư về thì sao đầu tiên là con gặp được ngài Viên Minh. Và sau đó thì đến con biết được bạn Nhung thì rủ con đi, thì con cũng đi. Nhưng dần dần từ ngày con vào được cái room này thì con học được giáo lý rất là nhiều. Tiếng Pali thì con cũng bắt đầu tạm hiểu để đọc được, nhưng mà vi diệu pháp con cũng nghe nhiều nơi nhưng đúng con cũng không đủ duyên. Con về đến cái room này thì con học ở đây thì con học các bạn học cao, các anh chị học cao lắm rồi, thì con cũng cứ nghe thì thầy nói cái gì thì con hiểu cái đấy thôi, chứ con cũng không có hiểu đầu đuôi. Nhưng con hoan hỉ nhất là con được học với thầy từ đầu, thì những cái bài từ đầu đã cho con nhận được ra rất là nhiều. Lúc trước là con học lội ở giữa rừng ấy thì cũng biết cái gì gọi là hiểu cái gì lắm, nhưng đến bây giờ thì con biết những cái bảng như chi pháp và thầy dạy đến đâu thì từ từ con thấy là rất là thật là vi diệu và thật là hay. Còn trong 4 năm đến bây giờ, nếu tính là 5 năm, chưa 5 năm, 4 năm thôi ạ, thì con cũng thay đổi rất nhiều. Ví dụ cũng như anh Chánh Tâm nói đấy, là cái tính nóng là nhận ra, khi nhận ra cái tâm mình nó xấu xí lắm thì cũng biết là dừng lại, hoặc là biết là chứ bản chất con thì sự thì vẫn cứ ấm áp, vẫn cứ yêu thương mọi người, nhưng mà có những lúc không kiềm chế được tính nóng đẩy. Nhưng đến khi con học và con học những cái tâm mà thầy dạy thì con mới thấy là đấy nó quá là thật sự để mà con phải theo, cho nên con hoan hỉ lắm. Con cũng nói thì dài dòng, nhưng mà thực ra cái sự thay đổi của con khi mà biết Phật Pháp thì nó rất là nhiều. Và từ khi học được, đúng là như kiểu học toán ấy, cái thầy dạy cũng như cái giải những cái bài toán về tâm nó rất là rõ ràng, nó rất là, nó không có cái gì gọi là mê tín hay u mê để cho chúng con phải không biết là có đúng hay sai. Và khi con đã quyết một cái gì hoặc con suy một cái gì bằng một cái tâm đúng lúc đó, cái tâm con, tâm từ tâm thiện của con, thì con cứ quyết, con cũng không, lúc ấy con không còn có phải lăn tăn là ô mình có đúng hay có sai. Có thể là những, có những lúc con quyết cứng, nhưng mà con cũng thấy trong tâm con là phải để như thế, chứ là mình ghét học những cái bài thầy dạy thì con thấy là nó càng thấm thía. Nhưng chỉ vì là chúng con cũng hơi chưa dám nói chị Meta quá giỏi, còn như con cũng hơi lớn tuổi một chút, học thì hiểu ngay đấy, nhưng mà rồi đến lúc khi mà bị thầy cho những câu hỏi thì cũng trả lời cũng lấn cấn thôi. Con cũng mong thầy, cũng vì chúng con, cũng vì cái sự nghiệp mà cứ sinh tử luân hồi hoài như thế này mà chúng con cực, thì thầy cũng dám
chịu chúng con để cho dạy cho chúng con thôi, có kém cỏi thì thầy cũng cố gắng để cho chúng con đi được bước nào thì cái thiện phước của chúng con cũng gieo theo chân thầy bước đấy ạ. Con kính tri ân các sư, kính tri ân thầy và con kính tri ân quý đạo hữu ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. À, xa thứ xa thứ. Thì như vậy qua một số những ý kiến chúng ta thấy thì môn vi pháp này giống như là một cái thần dược hay vậy, một phương thuốc hữu hiệu luôn ngay liền trong kiếp sống hiện tại mình, chứ không phải đợi tới kiếp nào khác học rồi mình thấy được, mình nhận chân ra được cái sự thật, thì lúc đó chúng ta sẽ sửa đổi mình liền ngay trong cuộc sống. Đó là một phương thuốc rất là hữu hiệu. Và cũng cầu mong cho tất cả chúng ta có được cái phước báo học được cái môn này để mình từ từ mình cải hóa cái tâm mình từ bất thiện mình sang thiện, từ từ tốt đẹp một lần lên, do nhờ cái ân đức của Đức Phật Ngài đã để lại cho chúng ta cái pháp môn này. Nếu không có cái này thì thật sự mà nói rất khó mà để chúng ta hiểu được cái tâm của mình lắm. Tâm của mình nó ma quỷ ghê lắm, thiên hình dạng trạng, nó vẽ đủ thứ trò, nhưng mà nhờ chúng ta học được vi pháp, mình biết được loại tâm nào, mình biết được nguyên nhân nào phát sanh những cái tâm nào, và do nhân duyên như thế nào mình hiểu được, thì khi mà nó sanh là mình biết liền ha. Thì đó là cái tuyệt vời của cái giáo pháp này. Đó rất là hoan hỷ khi tất cả chúng ta đều có được những cái thành tựu lớn lao. Nó giống như là một cái thiền quán ha, mình học tới đâu mình quán xét tới đó, học tới đâu quán xét tới đó, mình thấy rõ sự thật hiện bản. Đó là cái tuyệt vời của cái môn này. Cầu mong chư thiên hộ trì cho lớp học mình được kéo dài là càng lâu càng tốt, học vì càng hiểu như nào thì phước báo nó càng tốt đẹp nhiều đó. Rất là xa thứ. Rồi giờ mình vô tới câu hỏi không, đầu năm mới là quý vị có đóng góp ý kiến rất là quan hệ được thành tựu tốt đẹp, cũng cầu mong ha, đừng bỏ cuộc nha, đừng vì hoàn cảnh gì đó lười biếng hay gì đó mà bỏ uổng lắm. Cuộc đời có một ha, sanh ra có một lần làm người thôi, mà mình buông cái giáo pháp này thì rất là tiếc. Cứ học đi, một bỏ túi hiểu được nhiều hay nhiều ha, rồi ứng dụng được nhiều hay nhiều, đến một ngày nào đó thì chúng ta cũng lên đường thôi. Và khi mình lên đường mình đi là chỉ đem theo những cái sự hiểu biết, những cái phước thiện của mình, còn những cái vật chất thì không có đem theo được gì hết á. Tất cả vật chất, tài sản, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp gì, chúng ta sẽ bị mất trắng hết. Mình phải hiểu được cái điều này. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật là mình học được, là mình sẽ đem theo hết kiếp này sang kiếp khác. Rồi giờ ai làm thư ký đây? Câu hỏi rồi, có thư ký ha. Câu số 1. Tâm tham là tâm. Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm, phải không? Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm. Rồi, dễ quá ha, mời ai lên lãnh 10 điểm rồi. Quan hỷ lên giơ tay đi ha, có chỉ điểm mà quý vị quan hỷ giơ tay lên lãnh 10 điểm nha. Suy nghĩ cho suy nghĩ một phút nha. Rồi, xuống mic nha, nhờ cho quý vị nha.
Rồi, 1 phút rồi ha. À, giờ rén đó. Giờ mời cô Meta lớn tuổi nhất trong room ha, mời cô Meta lên giải quyết câu này cho 10 điểm rồi. Xin mời cô. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ. Con cũng rất là hoan hỷ là lúc nào con cũng được đạo tràng quan tâm cho con lên trước. Dạ. Dạ, con đọc lại câu hỏi. Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm phải không? Dạ, câu này không có đúng thầy. Tâm tham là nó thuộc tâm bất thiện. Vì có tâm si, nó có hai nhân là nhân tham và nhân si. Cho nên nó mới có cái tâm tham. Thì nói là, hỏi là không có tâm si phải không? Thì con xin trả lời là không đúng. Bởi vì trong tâm tham thì nó có hai cái nhân, nhân tham và nhân si. Nó mới có gây sanh ra cái tâm tham. Và tâm tham này nó thuộc tâm bất thiện. Nó là cái tâm xấu xa. Không có... nó là tâm bất mỹ, tâm tội lỗi. Rồi tâm không có cho cái nhân, nó cho cái nhân đau khổ, nhân khổ. Dạ. Thì nếu thầy muốn hỏi thêm nữa hay là trả lời vắn tắt là như vậy, thì con xin trả lời là như vậy. Hay là thầy có... hỏi thêm gì nữa thì con có biết gì thêm thì con trả lời thêm. Hay là hỏi bao nhiêu đó thì con trả lời là bao nhiêu đó. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy. Lãnh đỡ trứng ngọc dịch, trứng ngọc dịch ăn đỡ đi ha. Đầu năm hay trứng rồi. Rồi mà chánh tâm rồi, chánh tâm lên rồi. Dạ con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin được trả lời câu hỏi ạ. Dạ. À, tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm phải không? Tâm tham là tâm, thì tâm tham là tâm nhưng mà nói không có, mà trong đó không phải là không có si tâm, mà tâm tham là tâm nhưng mà nó có nhân si trong đó. Thì khi tâm tham nó đi á, thì nó có hai nhân là tâm tham và tâm si. Thì nó có hai nhân, nhân tham và nhân si. Thì trả lời cho chính xác á, thì tâm tham là tâm mà trong đó có cái đề nói si tâm á, thì không đúng, mà phải nói là phải có tâm tham là tâm mà trong đó nó có nhân si thì mới đúng, chứ không có nói là tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm thì không có đúng. À, con xin trả lời vắn tắt như thế. Dạ con xin xuống mic ạ, thưa thầy. Không có si tâm là sao? Lên nói lại cái. Không có si tâm là sao? Tâm tham là không có si tâm. Giải thích rõ ràng cho ta hiểu nhỉ. Lơ mơ quá. Mời nhánh tâm lên giải thích lại rồi sao đó mời cô biết ta. Dạ, thì... con xin giải thích là khi mà một tâm tham nó đi á, thì một tâm tham nó đi á, thì nó không có cái si tâm á, thì không thể nói là cái si tâm được, mà nó nói khi tâm tham đi thì nó có nhân si trong đó. Thì tâm tham
nó là một tâm. Mà khi tâm tham nó đi á, thì nó đã có nhân si trong đó rồi. Chứ không thể nói là khi mà tâm tham mà đi có tâm si trong đó được. Mà tâm si hay là si tâm, con không biết cái từ của thầy, thầy nói si tâm. Cái si tâm trong vi diệu pháp thì nói si tâm thì nói không có đúng theo con nghĩ, thì phải nói là tâm si, phải không? Mà si tâm là cái từ ngữ mà nói nó ngoài cái mà trong cái không có đúng trong cái câu đó. Vì cơ tâm tham, khi tâm tham có mặt thì nó phải có tâm nhân si trong đó. Vì tâm tham nó đi là nó phải có hai nhân là tâm tham và tâm tâm si. Chứ nó không có cái nói mà nói si tâm. Thì con mong nghĩ là con giải thích vậy đúng. Dạ con xin xuống mít thật. Rồi, rồi mời các bác. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, giờ này con đọc kỹ lại cái câu hỏi. Dạ. Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm phải không? Dạ, con xin trả lời lại. Là thầy hỏi là tâm tham mà trong đó không có si tâm. Thì con xin trả lời là không có. Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm. Bởi vì nếu nói si tâm tức là, hay là thầy nói ngược lại là tâm si thì nó không có. Nhưng mà nếu hỏi, nếu trả lời lại là tâm tham mà thì nó có mấy nhân, thì con sẽ trả lời là có hai nhân là nhân tham và nhân si. Còn nếu hỏi trong câu hỏi như thế này thì con trả lời là không có si tâm. Dạ, con xin hết. À, xà đấu, xà đấu. À, chánh tâm cũng hiểu đúng mà nói không được, nói dâu dâu rồi. Trong tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm. Si tâm là tâm si đó, nó như si tâm sở là tâm sở si. Tâm tham là tâm mà trong đó không có si tâm, tức là không có tâm si, tức là tâm si không thể đầu sanh trong tâm tham được, mà chỉ có si tâm sở mới có mặt thôi. À, thì như vậy tâm tham là tâm trong đó không có si tâm. À, đơn giản mình để hiểu ha. Rồi đó chị, tại vì đảo ngược cái chữ cái quý vị lộn xộn liền ha. Rồi xà lắm, xà lắm, mọi người 10 điểm ha, xà lắm, hiểu cách rõ ràng ha, tức là chính xác như vậy mới được ha. Nắm được quý vị, nắm được không? Chờ biết về Lâm Thành Hoàng nắm được ha, chứ không phải là hiểu lung tung được ha, chính xác hiểu được ha. Rồi câu số 1 thông qua ha, câu số 2. Câu số 2. Tâm vô nhân là tâm Tâm vô nhân là tâm tuyệt đối không có nhân nào tạo, phải không? Tâm vô nhân là tâm tuyệt đối không có nhân nào tạo, phải không? Rồi câu này quá dễ luôn ha. Rồi, mời quý vị suy nghĩ xíu rồi giơ tay lên nha, mọi người tự giải quyết nha, hỏi một câu chỉ điểm lên lấy 10 điểm dễ quá dành nhau lấy ha. Rồi xin mời.
Rồi, hơn phút nữa không? Không thấy ai giơ tay á, hình như lớp này phải đợi chỉ điểm mới chịu lên thì sao? Chịu réo lên thì chịu lên. Là thấy pháp nguồn Lào Cai, mời pháp nguồn Lào Cai lên trả lời câu này coi. Pháp nguồn Lào Cai có nghe không? Pháp nguồn Lào Cai có nghe không? Giơ cái bàn tay lên coi. Chạy ra chạy vô là chắc không nghe rồi. Rồi bây giờ mời tới bé ha. Cái hai này. Rồi cho chánh tâm lên gỡ vốn lại coi. Gỡ vốn này trả lời lung tung quá, giờ gỡ vốn lấy 10 điểm coi. Rồi mời chánh tâm. Tâm nhân là tâm tuyệt đối, không có nhân nào tạo phải không? Không phải, vì tâm vô nhân nó không phải là tuyệt đối, vì những cái tâm vô nhân này là nó có nhân kiếp quá khứ, những nhân gì những nghiệp gì mà quá khứ mình làm thì bây giờ nó cho quả, thì quả bây giờ là những gì mình có là do nhân quá khứ chứ không phải là không có nhân. Và cũng nói thêm, khi mà những quả mà thiện hay ác nó cũng có thể mà mình, dù nó không có nhân nhưng mà mình phản ứng nó, hành động nó thì nó cũng sẽ tạo ra cái nhân cho tương tương cái nhân cho tương lai, và mình sẽ nhận, nó tạo ra cái nhân và mình sẽ hưởng cái quả cho tương lai. Thì con cũng xin vắn tắt là như thế, là không phải nói là tuyệt đối, nó là có quá khứ mình đã làm, bởi vì mình có quả ngay hiện tại. Đó là cái câu trả lời của con. Dạ con xin hết ạ. Rồi thôi lãnh trứng không dịch xài đỡ đi, thay vì hai trứng là lãnh trứng nữa không xài đỡ. Rồi cho Nguyễn, lên thư ký lên lấy thêm 10 điểm nữa cho Nguyễn. Rồi giờ tao coi. Ồ Tina hả? Tina rồi, Tina xài thôi. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ lý sư, con kính xin chào thầy Tinh, con kính chào đạo tràng. Con xin phép trả lời có sai, xin thầy sửa giùm cho con. Dạ, tâm vô nhân là tâm tuyệt đối, không có nhân nào tạo phải không? Dạ thưa, tâm vô nhân là tâm không có sáu nhân, thì trong cái sáu nhân đó là nhân bất thiện là tham sân si, còn nhân thiện là vô tham vô sân vô si. Dạ con nghĩ là tâm vô nhân là không có sáu nhân, không có sáu nhân đó. Dạ con đã trả lời xong, có sai xin thầy sửa cho con. Rồi trả lời không đúng câu hỏi nữa là cho hai chữ dịch luôn. Phải hai chữ dịch xài luôn. Rồi mời tiếp nha. Ai đây mày cho Nguyễn đi, cho Nguyễn lên coi, cho Nguyễn lên trả lời được con ngày con làm cái. Rồi mời cho Nguyễn. Dạ thưa thầy, con và con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, và con kính đảnh lễ quý sư, và con kính chào thầy và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sao thầy không cho con làm thư ký, con không chép thôi thầy, ở đây đừng có kêu con để con boss lại câu hỏi. Dạ tâm vô nhân là tâm tuyệt đối, không có nhân nào tạo phải không? Dạ con xin lãnh chứng trước nhưng mà con trả lời nha thầy. Dạ cái tâm tâm vô nhân á, thì ở trong cái lúc hiện tại thì nó không có cái nhân sanh, nhưng mà nó cũng có cái nhân trong quá khứ. Nhưng mà tại tâm vô nhân nó có hai, có nghĩa là tâm tâm quả và tâm duy tác. Thì nếu như tâm quả đó thì nó có nhân quá khứ tác động, nhưng mà tâm duy tác thì nó không có. Dạ đúng không ta?
Dạ thôi con biết được bao nhiêu đó, giờ con xin lãnh trứng về, con xin phép được xuống bếp ạ. Sa thú, sa thú, hay quá, nói chúng rồi đó. Tâm vô nhân nó có hai loại luôn nha quý vị, chứ không phải là một loại nha, là tâm quả và tâm duy tác. Thì tâm quả thì nó có nhân trong quá khứ tạo tác để thành thành quả. Còn cái tâm duy tác không có nhân à, vậy đó, không có nhân nào đó, không có nhân tạo. Tâm duy tác là cái tâm nó phản ứng cách máy móc thôi, chứ nó không phải do nhân quá khứ tạo ra. Ví dụ như tâm quả bất thiện của nhân thì nó do gì quý vị? Tâm quả bất thiện của nhân do gì? Đi biểu đề này. Nhân bất thiện, đúng là do nhân bất thiện trong quá khứ. Sao tâm bất thiện được, do nhân bất thiện quá khứ. À, rồi tâm quả thiện vô nhân thì do gì? Do nhân. Nhân thiện trong cái đó, rồi đúng vậy thì đó, tâm quả thì nó có nhân. Nó có nhân quá khứ tạo tác, nhưng mà tâm duy tác thì không có nha. Cho nên mình đọc câu hỏi mình phải cẩn thận chút xíu ha. Còn cô gì đây nè, nó mất rồi. Ai hỏi gì nè? Bao nhiêu chủng loại tâm hả? Chủng loại nó muốn là chủng loại gì? Tâm thì có, nếu nói theo giới bức thì nó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. À, nó có những cái loại đó. Còn nếu nói phân theo là trạng thái tâm, những cái loại tâm thì có nhiều: tâm bất thiện, tâm quả, tâm thiện, tâm quả, tâm di tác, tâm thiền, nó nhiều thứ lắm. Bây giờ kêu phân những loại thì không phải học nữa, chứ không học nhiều hỏi ngang xương biết được đâu mà. Rồi quý vị nắm được câu hỏi không? Rồi ok ha. Rồi ok, sao đó. Rồi tới câu số 3. Câu số 3 phải không? Đúng rồi, câu số 3. Tâm siêu thế là tâm hoàn toàn không có lòng từ bi, phải chăng? Tâm siêu thế là tâm hoàn toàn không có lòng từ bi, phải chăng? Rồi, câu này cũng dễ ủi ha. Rồi, này. Lâu quá không thấy cô Tô Thị Phúng lên trả bài. Em ru mời cô Tô Thị Phúng lên giải thích câu này coi. Tô Thị Phúng có đó không? Rồi, em ra luôn. Mời cô Beta đi, cô Beta lên giải quyết câu này cho nó ngọt ngào ha. Mời cô Beta. Rồi, thì luôn luôn. Ồ, khó mà, khó trả lời mà. Khó ha. Rồi, ai đây? À, cô
tâm hạnh thấy cũng vô thường này, như của sư cô tâm hạnh phải không quý vị? Hay sư cô tâm hạnh không? Rồi, không có luôn, không có mặt luôn. Có mặt mà ngồi im luôn. Rồi, mời Thiện Vũ rồi lên giải quyết câu này, lấy 10 điểm về mà. Treo lên ngay, Thiện Vũ rồi. Rồi, mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào thầy. Thưa thầy, cái phần này con đâu chưa có được học ạ. Nhưng mà con nghĩ tâm trong cái tâm siêu thế là tâm đạo với cả tâm quả đó thì nó chắc chắn nó phải có cái phần tâm sở bi ở trong đó. Con nghĩ vậy nên là tâm siêu thế nó phải có cái khi mà con hiểu là nếu mà có cái tâm sở bi thì nó phải có cái lòng từ bi trong đó. Con không biết con đúng với không, tại cái phần này con chưa được học, con xin thầy dạy cho con ạ. Rồi, thôi, mời gì khác. Mời gì khác, vẫn không dịch tiếp mà. Ai giơ tay tình nguyện đi, mời ai giơ tay đây. Rồi, mời chúng ta. Dạ, yeah, con kính chào thầy Kinh, dạ, xin trả lời. Cái này nó cũng, con xin phân tích ra nhiều lỗi. Thứ nhất, khi mà tâm siêu thế là tâm hoàn toàn không có lòng từ bi phải chăng? Thứ nhất là con nói tâm siêu thế á, là không phải là hoàn toàn không có lòng từ bi. Nhưng mà tâm siêu thế là bất cảnh Niết Bàn, chỉ lấy Niết Bàn làm Niết Bàn làm đối tượng nên không có cái lòng từ bi trong đó, thì tâm siêu thế chỉ bất cảnh Niết Bàn làm đối tượng là như thế. Còn thứ hai là đó là cái phần thứ nhất con phân tích là tâm siêu thế là tâm hoàn toàn không có lòng từ bi vì nó bất cảnh Niết Bàn làm đối tượng. Còn khi tâm siêu thế có đạo có quả, khi đạo quả liền kề thì cái tâm đó là cái tâm đó là cái tâm thiện và cũng là tâm tịnh hảo. Tâm thiện và tâm tịnh hảo thì khi cái mà có được cái tâm siêu thế và khi họ có đạo quả thì quên ở con xin khi con nói vấn đề đó, vì cái tâm mà có lòng từ bi, nếu mà nói về từ bi đó là phải lấy chúng sanh làm đối tượng, thì tâm siêu thế hoàn toàn không có lấy chúng sanh làm đối tượng mà chỉ lấy cảnh Niết Bàn làm đối tượng thôi. Và thứ hai, con phân tích thứ hai là khi mà cái tâm siêu thế khi mà họ được đạo quả liền kề, họ chứng được họ là bậc bậc thánh đầu tiên hay là những bậc thánh hữu học sau này, thì họ là người cái tâm đó là tâm tịnh hảo, thì những vị bậc thánh họ có đương nhiên họ có lòng từ bi với mọi chúng sanh vì đó là cái tâm đẹp của họ. Đó là con phân tích cái thứ hai. Và cái thứ ba là cái vị A-la-hán thì đương nhiên là họ có lòng từ bi với chúng sanh, nhưng những gì họ hành, những gì họ họ làm, họ không có tạo ra một cái hành động cho những cái hành động như là tâm di tác, thì không có tạo ra những cái hành động nhân quả sau này, chỉ có cái sự hành động thôi. Đó là con phân tích về ba cái, con cho chắc chắn con nghĩ con cái nào đúng thì con xin hết rồi, con xuống xuống mất là thầy. cái này người ta kêu là quýnh bài mà kêu đặt bao dây đó. Đặt bao dây ba cọng, cọng nào cũng trúng, trúng cọng nào lại vẫn còn đó. Mày con nhận chánh tâm là chắc bên Canada chắc cũng ra sòng bài thường quýnh bao dây. Rồi xa thứ, tâm siêu thế
là tâm hoàn toàn không có lòng từ bi, phải chăng? Thật sự mà muốn có được cái tâm siêu thế, muốn chứng đắc được đạo quả là phải có lòng từ bi, phải có cái sự tu tập, phải sự yêu thương chúng sanh, phải có lòng từ, lòng bi, phải có đầy đủ hết, cái không thể thiếu được cái đó. Nếu mình không có từ, không có bi là mình người ác thì sao đắc đạo quả được? Là tâm siêu thế nó không có cái tâm sở từ, cái tâm sở mà kiểu mà từ bi, tâm sở bi hỷ, không có những cái tâm sở nó đồng sanh trong tâm siêu thế thôi. Bởi vì đối tượng nó khác. Ví dụ là lòng từ, lòng bi, mấy cái sự đó, sự bi, hỷ, bi, tùy hỷ đó, cái là sở hữu vô lượng phần đó. Thì cái đó đối tượng là chúng sanh, chứ nó không phải là đối tượng để mà chứng đắc được đạo quả. Mà tâm siêu thế là lấy đối tượng là niết bàn, chứng đắc là lấy cái đối tượng là niết bàn, nó khác nhau ở cái đó thôi, chứ không phải cùng một đối tượng. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy, cho nên mình phải hiểu rằng tâm siêu thế lấy đối tượng là niết bàn, chứ không lấy đối tượng và chúng sanh. Nhưng mà không thể nói là không có lòng từ bi ha. Đó là vấn đề chúng ta cần phải được hiểu một cách sâu sắc như vậy. Và nắm được quý vị. Cánh tầm 10 điểm ha, xa thứ vậy, cho 10 điểm là xa thứ ha. Nhưng mà nắm được, hiểu được ha, xa thứ. Mà chơi màn bao dây này, chơi màn bao dây, xa thứ. Rồi. Máy rồi nè. Số 4, câu số 4. Câu nữa chắc hết giờ ha. Phải không cô Nhật Quỳnh đây? Câu nữa hết giờ. Câu số 4. 14 phút là câu này được. Tâm đắc thiền là tâm không cần giới. Phải không? Tâm đắc thiền là tâm không cần giới. Phải không? Rồi, câu này cũng dễ ủi ha. Rồi, mời quý vị quan hỷ cùng nhau thay phiên lên giải thích càng sao ha. Rồi, xin mời. Alo, alo, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính chào thầy. Con bắt được cái câu trước của thầy thì cái câu này con cũng suy nghĩ là nếu mà có tâm đắc thiền, tức là khi mà đã tu được đến đắc thì tối thiểu nếu đắc thiền thì cũng đã phải là người tam nhân, mà đã là người tam nhân thì là những người phải giữ giới, rất là giữ giới, trì giới và hành giới rất là miên mật thì mới trong quá trình thì mới tu để đắc được thiền ạ. Con chỉ hiểu như thế thôi ạ. Con nếu có ăn trứng vịt thì con nhận luôn ạ. Con xin xuống mic ạ. Thôi ăn trứng gà đấy ha. Đây trứng vịt, ăn trứng gà nhỏ 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 chút xíu. Rồi cô Nhật Quỳnh nãy giờ trốn với bạn kêu quản lên ha. Cô Nhật Quỳnh đâu rồi, giơ tay lên trả lời coi. Cô Nhật Quỳnh đâu mất rồi. Rồi ngoài cô. Thank you.
Dạ, Nhật Quỳnh hay Châu Nguyễn cầm mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tệ Đức cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng và cảm ơn thiện vụ. Cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu Nguyễn cho câu hỏi. Dạ, thầy Kinh đây, Nhật Quỳnh rất là dốt, duy diệu pháp. Và Nhật Quỳnh cũng xin thưa với thầy là lúc nãy Nhật Quỳnh ngồi trước máy nghe quý vị chị Meta và quý vị trong đạo tràng tri ân thầy, thì thật Nhật Quỳnh phải nói rằng Nhật Quỳnh rất là thán phục quý vị đã có công mà phải mày mò mà học và hiểu được di chiều pháp. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Và Nhật Quỳnh thấy quý vị mà học di chiều pháp của thầy mà hiểu được và áp dụng trong cuộc sống thì Nhật Quỳnh cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh phục vụ đạo tràng, lý do là hồi trước Nhật Quỳnh đi bên Bắc Tông cái mấy chục năm rồi, dạ, tới tuổi già rồi, thì coi như mới gặp được Phật giáo Nam truyền. Và gặp được Phật giáo Nam truyền rồi thì khi mà muốn học tiếng Mali thì rất là khó khăn khi ở Việt Nam. Và khi Nhật Quỳnh qua tới bên Mỹ thì Nhật Quỳnh nhờ sư Pháp Tính hướng dẫn và Nhật Quỳnh đã vào được những cái room và để học được tiếng Mali. Thì Nhật Quỳnh và Nhật Quỳnh nghe những bài pháp của quý sư giảng dạy thì Nhật Quỳnh thấy mình học được lời dạy của Đức Thế Tôn, thì bản thân Nhật Quỳnh rất là hay và rất là thấy rất là lợi lạc cho bản thân mình. Và từ cái lợi lạc của bản thân mình thì Nhật Quỳnh chia sẻ trong thân bằng quyến thuộc thì Nhật Quỳnh thấy cũng rất là lợi lạc, nên vì vậy nên Nhật Quỳnh vào đạo tràng để phục vụ. Mà thật sự là Nhật Quỳnh hơi có mặn cảm với những vị học chi diệu pháp thật giỏi. Đây là Nhật Quỳnh nói thật lòng luôn quý vị. Tại vì trước đây Nhật Quỳnh gặp những vị học chi diệu pháp thật là giỏi, chia chi pháp thật là giỏi, nói tới là bực 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 liền, dạ, bao nhiêu chi pháp bao nhiêu đấy, nhưng mà thật sự tâm không có tu tập theo đời Đức Phật dạy. Sân thì nói bây giờ ngài chỉ Đức Quỳnh việc trời trung rồi thì cũng phải nói, sân phải nói là bằng mấy cái sân bay của Mỹ chứ không là sân bay Việt Nam nữa. Nên Nhật Quỳnh thật sự là không có muốn học gì diệu pháp. Nhật Quỳnh nói thật lòng luôn, Nhật Quỳnh không muốn học gì diệu pháp. Hỏi học để làm gì? Học để mà cái sân tâm mình nó nổi lên, học thì chia cái pháp sùm hết, mà khi mà chỉ cần nhích một cái thôi, trời đất ơi, không biết là xăng mà đổ luôn chứ còn không phải là dầu nữa. Nên thật tình Nhật Quỳnh không có muốn học chi diệu pháp. Nhưng mà sau đó, dạ, sau đó thì Nhật Quỳnh được học chi diệu pháp của sư Minh Đức, rồi những vị khác ở trong cái đơn pháp cúc. Thì Nhật Quỳnh hiểu lần lần ra, ồ, thì tại những quý vị này học mà không có hành thì mới như vậy. Nên từ đó Nhật Quỳnh có tâm học chi diệu pháp. Và khi mà sư Chánh Định, dạ, lúc đó ngài Trí Đức qua bên Mỹ và gặp sư Chánh Định và thỉnh mời thầy Kinh vào cái room Phật giáo Nam truyền để dạy dư diệu pháp, thì Nhật Quỳnh rất hoan hỷ để phục vụ đạo tràng, dạ, để phục vụ đạo tràng, để đạo tràng được học dư diệu pháp. Nhưng mà Nhật Quỳnh thật lòng mà nói, thầy dạy cũng nhanh quá. Thầy tới giờ của thầy là Nhật Quỳnh phải chuẩn bị tinh thần, quý vị biết không? Nhật Quỳnh mà xong cái giờ của thầy rồi là Nhật Quỳnh muốn xỉu luôn vậy đó.
chỉ có nghe và gõ, nghe và gõ, nên thật sự là lúc đó Nhật Quỳnh không có thu thập được bao nhiêu hết, mà ôn lại những cái gì mình đã học. Chứ còn mà thực sự nói là Nhật Quỳnh thâu thập được thầy kinh thì thật sự Nhật Quỳnh không có thâu thập. Nhưng mà Nhật Quỳnh rất là cảm ơn Châu Nguyễn. Sau này có Châu Nguyễn vào và đi gõ gõ thì Châu Nguyễn hiểu được cái cảm giác của Nhật Quỳnh. Châu Nguyễn còn trẻ và Châu Nguyễn đã từng học máy vi tính thì theo thầy mới nổi. Còn Nhật Quỳnh là dân dốt. Nhật Quỳnh phục vụ vì cái lòng tin với Tam Bảo. Nên thật sự Nhật Quỳnh rất là cố gắng, quý vị biết không? Nên Nhật Quỳnh lúc nãy mà thầy ngoài Nhật Quỳnh lên, Nhật Quỳnh không dám lên là vậy đó. Dạ, nhưng bây giờ thật lòng nói hết. Dạ, cũng rất là tri ân đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh vào câu hỏi cho trả lời. Nhưng mà Nhật Quỳnh chắc là Nhật Quỳnh sẽ lãnh chứng thôi, nhưng mà không sao, nhưng chấp nhận chứng để Nhật Quỳnh được học, để được hiểu. Cảm ơn Châu Nguyễn đã đưa câu hỏi lên. Tâm tác thiền là tâm không cần giới phải không? Dạ, theo Nhật Quỳnh hiểu thì tâm đắc thiền, trước khi đắc thiền. Dạ. Trước khi đắc thiền thì phải có giới. Vị nào đã đắc thiền thì phải giữ giới trong sạch thì mới đắc thiền được. Tại vì theo cái tâm Nhật Quỳnh hiểu là nếu mình mà giới không trong sạch, mình chỉ cần ngồi một chút xíu thôi là những cái tâm hối hận nhớ nhớ tùm lum ta la hết, mà nhớ toàn là cái bất thiện không thì làm sao mà đắc thiền được. Nên Nhật Quỳnh nghĩ là trong đắc thiền đã có giới trong sạch rồi thì mới đắc thiền. Nên tới lúc đã đắc thiền thì lúc đó là không còn nhớ tới giới nữa. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, à, thầy cho ăn mấy trứng cũng được hết, chấp nhận. Dạ, chính mời thầy. Rồi, xa thứ chưa hết lên là tố khổ tôi rồi ha. Tôi nói tôi đọc rề 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 chậm từ chút mà cứ la nhanh lạ lại nên tố chậm dễ sợ, chậm đọc mà chậm mỏi miệng luôn, mà cứ la nhanh lạ không hiểu sao nổi. Rồi có ai bổ túc câu hỏi cô chị cô trả lời cô chị Quỳnh không? Ai ra bổ túc không? Ai bổ túc không? Nhánh thì nhánh làm nhánh rì. Không ai lên cho vậy, câu dễ quá sao ai lên cho ta. Ai mà nhân tâm ra lên giải quyết rồi. Dạ, con kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin bổ túc thêm. À, tâm đắc thiền là tâm không cần giới phải không? À, dạ thưa thầy, à, khi mà một người muốn đắc thiền á, là họ ít nhất họ phải giữ giới, vì cơ nếu không có giới thì không có thể đắc thiền, vì giới giữ giới thì mới có định, mà khi có định thì mới có tuệ, mà nếu mà cái người mà không giữ giới thì không thể nào mà đắc thiền được. Đây là nói trong trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, bị cơ giới lúc nào cũng phải là giới dẫn đầu. Nếu mà người không có giới thì sẽ không thể nào mà đắc thiền. Nên cần thiết thứ nhất là phải cần giới, và khi có còn nói về về những cái tâm mà đắc thiền như là trong trong thiền đáo đại thì giới phần nó sẽ không có trong những cái thiền đáo đại như thiền sắc giới và vô sắc giới, thì về về giới phần thì sẽ không có trong những cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Còn nếu nói về trong thiền đắc đạo, về đắc thiền trong siêu thế thì giới phần nhất định phải có,
giới phần nhất định phải có, vì bát chánh đạo phải cần đủ tám, đủ tám chi phần, thì trong thiền siêu thế thì phải có đủ hết tám chi phần và cả luôn cả giới phần. Dạ, đó là con xin bổ túc thêm. Dạ, thưa thầy, con xin xuống bích ạ. Sa thú, sa thú, giỏi vậy ta. Chánh tâm trả lời câu quá độc luôn ha. Sa thú, 10 điểm, 10 điểm. Qua Nhật Bình, 5 điểm. Sa thú. Câu này hỏi trả lời được vậy là rất là tuyệt vời ha. Rất là sa thú. May quá ha. 5 điểm mày. Rồi quý vị nắm thơ, nắm được câu, câu hỏi được chưa? Nắm rồi qua tiếp qua khác không? Tâm đắc thiền là tâm không cần giới phải không? Câu này mình phải suy nghĩ lại, người ta nói suy nghĩ lại. Tâm đắc thiền là những cái tâm chứng đắc về thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hoặc là công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vị tự tưởng xứ, là khá nhau, là những cái tâm đắc thiền. Còn mà nếu nói mà muốn đắc thiền thì bắt buộc phải có giới, mà giới phải trong sạch mới có thể chứng đắc được thiền được. Còn giới không trong sạch thì đừng mong ha, vô phương luôn ha. Giới đúng mà giới đức mà giới rách mà giới ô uế thì bị ô nhiễm những cái giới vậy thì không thể nào đắc thiền được. Nhưng mà khi mà cái tâm mà chứng đắc thiền thì trong cái tâm đó nó không có sở hữu giới phần, bởi vì đối tượng của nó là những cảnh thiền, những cảnh giới thiền, nó bắt những cái quan tướng như thiền thì lúc đó nó không có cái giữ giới đó. Thì như vậy là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không có mặt, không có đồng sanh trong tâm đắc thiền. Đó là như vậy. Nhưng mà lên tâm những phần tầng thiền trong siêu thế là các bậc thánh trong siêu thế thì giới phần là phải có đầy đủ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là phải có đầy đủ, đầy đủ về, bởi vì nằm trong quá chỉ đạo không. Tám cái bát chánh đạo là phải có mặt trong tâm siêu thế, cho nên chánh tâm đã giải quyết được câu này, không bị thiếu mà cũng không bị dư, rất là xa thú ha. Rồi 10 điểm. Rồi hết giờ vậy, hết giờ rồi hả Ngô Như Quỳnh ơi? Chắc hết giờ đó. Rồi xin chấm dứt buổi học hôm nay ha, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được có năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh, và nhất là sớm có trí tuệ và thành tựu chánh trí đồng niệm nhờ cả thầy. Dạ nam mô Phật A Di Đà, nam mô Tam Bảo, nam mô Sa Di Đà. Rồi xin trả mic lại cho MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng giải và cũng như cho những câu hỏi để ôn bài. Dạ, rất là kính tri ân thầy. Dạ, và một lần nữa Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy đã giảng giải để trong đạo tràng có nhiều vị hiểu biết về diệu pháp mà để áp dụng cho bản thân mình để được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con cung kính đại đức tuệ đức nếu sư có trước mái sư cho con một tín hiệu, và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đà phẳng sâm ba ruột tam ăn ruột thế do khà lì tổ đô sơ bụt thơ sao mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi sành vì chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thầm manh cha đức vi thăng và răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
Cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa tam ăn ghê là quán đây hăng. Sẵn khanh chả được vì thốt tam ăn sẵn khể vô. Khả lì tổ đô sâu sẵn khô. Khả mặt thù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức trời đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ chư tôn tăng đang diện trong đạo tràng, kính chào các bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng, con xin thay mặt chư tăng để phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Khô qua tu sắp băng ngà lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà bùa tha nút phá quê nè sà đa so thi phá hoàn tu tê khô qua tu sắp bà măng ngà lăng Rakhan tu sapa devata sapa thamma nu pha we na sa da so ti pha wan tu te pha wa tu sapa mangalang. Rakhan tu sapa devata sapa sangha nu pha we na sa da so ti pha wan tu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sitya chanagatha sitthama tu sitthama tu sitthama tu idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.